Vì sao phải độ sạc cho xe máy? Như các bạn đã biết, xe máy đều có hệ thống sạc sẵn trên xe. Sạc này có nhiệm vụ nạp điện áp vào bình ắc quy. Ắc quy xe máy có nhiệm vụ dự trữ điện năng cung cấp cho các bộ phận trên xe như hệ thống đèn, bộ đề, còi, hoạt động bình thường. Thông thường các loại xe số được lắp đặt sẵn bộ sạc vừa đủ để xe hoạt động bình thường. Nếu các bạn nâng cấp thêm ánh sáng, còi, đèn cho xe thì sạc sẽ không đáp ứng đủ điện. Nếu cục sạc ắc quy bị hỏng, ắc quy không thể nạp được điện cũng sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của xe. Bên HD Line có dịch vụ nâng cấp sạc cho tất cả các xe. Như trên video là xe Future LED, khách nâng cấp sạc trước để sau này khách sẽ nâng cấp đèn, không bị thiếu điện áp. Vì xe Future dùng hệ thống sạc zin để điều khiển đèn pha, nên HD Line nâng cấp cho khách sạc song song, sử dụng hai sạc cùng một lúc, cường độ điện áp sẽ được tăng lên đáng kể. Anh em nào có nhu cầu độ xe, độ đèn, Smart Key, ABS, Dyno Z, hãy tới ngay HD Line, địa chỉ 150 Hoàng Hoa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Liên hệ 0943390093. Cảm ơn anh em thật nhiều.